Bật cửa đi ông nội. Bu chết. Ây da. Ôi lụt. Đúng rồi. Nó nằm trong đó luôn. Nó nằm á. Nó nằm á. Trong đó luôn. Đúng rồi không? Không đừng á. Máy cầm đi em ho luôn, bắn khói quá rồi. Nó chậm chậm luôn. What the fuck, hàng bánh đến nó làm cái ném gì vậy? Đúng ngu luôn. Ra nghĩa quần bộ cho ra ra. Thôi thôi thôi. Thôi rồi. Đùa quá, cho bé ngu vậy. Trời ơi, anh nói rồi mà. Nó hai mạng rồi, còn mạng cuối đâu. Đéo cần flash luôn. Đi mẹ ta chết kìa. Đù má ta chết kìa. Quá. Đù má con mẹ mày. Đù má. Bất lẹ má luôn. Đồ gánh gánh. Cắt. Mày cũng làm được chứ, làm đi công trước nó, đi công trước. Có blitz nha, có blitz nha anh. Mình mới thấy bắn cái ông con kia bắn chết rồi. Đi công trước. Blitz. Đồ cái gì đâu, vậy? Đâu. Ngay cửa trước. Cho cái bàn á. Con nitro cell ngon rồi. À, sao quả đã bắn bắt đầu. Xàm lồn thật. Đi bàn à, ngay chỗ tôi. Dưới rồi. Blitz chết chưa? Blitz chưa, blitz thằng còn sống duy nhất. Đây nè, nó đây nè. Đó. Chết rồi. Anh dừng bear trap không nhỉ? Bear trap ngay cửa. Bên tay phải anh nữa. Bên tay phải anh kìa, trong đóng gai á. Bên tay phải, tay phải trên trước. Con chó mà thiệt luôn mọi người. Nó còn Valkyrie nó dưới nhà rồi. Đồ má hay cô nữa hả, really? Anh có thách chờ mà. Bắn rồi. À. Mở nghe tôi nói xong là chết ngay, chết ngay liền. Không bao giờ dám lại tầm ai. Tầm lại phê. Hả, cái gì? Valkyrie ít tiếc lắm, bắn lại bắn nó. Em nhìn anh với nó là đủ thằng nào ít tiếc hơn, có ba thằng nữa kìa. Ba thằng thôi kìa. Cái chó cũng... Cái chó luôn. Cái chó còn cua quá ba. Cái chó còn... Cái chó cũng ít tiếc lắm, em bắn cũng bắn lắm. 15 seconds left. Má nghĩ đi nó bật lộn cho nó. Save KD anh ơi. Có cái tại vô em ra, sau lưng em. Thôi nó còn bồ nó bắn rồi em á. Thôi quay qua. Thôi là có nó bắn hụt. Nó bắn hụt rồi, thằng bồ em cứu em chứ không em cứu kết bả rồi. Thằng kia rush phải có lùn ra chứ. Biohazard container located. Có 7 cấp can đi em kìa. Rồi phá nữa. Anh phá cái cửa trước mặt anh đâu. Nè, recoil à, recoil em spot nó nhẹ rồi đó. Đó em spot dưới side á. Bay đó.
anh B đi. Khoan vô đây rồi. Đi ra đi. Xuống nha. Thế nếu nào? Thế nếu nào? The fuck? Bật ngửa đi. Bật luôn. Ủa, đồ quân nghĩa cầm sát gì ngon quá rồi. Em vô cái đó đi anh canh rồi. Vô rồi, em vô rồi. Em nhảy xuống. Em chết rồi bà. Nếu hiểu sao em bắn gì rồi nó không mất một giọt nào bơi cho em nhắm ngay đầu luôn. Vô. Chém rồi, em cũng chém rồi. Ơ lá nha mấy bồ. Đâu rồi? Cậu dưới chứ, cậu dưới. Ôi, dễ bèo. Ở ngoài đó, có gì mà đang đu gì. Ta chết hết rồi. Cậu gục rồi anh ơi, chắc cậu gục rồi, chắc cậu gục hay chết rồi. Ai ai xuống thì, ờ đủ rồi, hai mạng rồi. If you were you will be detected by hostiles. You have been spotted by hostiles. Fall back. Má, chắc có ai rảnh xuống chắc nó được revive. Rồi, gần lắm. You will be detected if you remain in this area. Nó có ở đâu bèo? Quên không? Nó gục ngay cái chỗ mà nãy tôi chết đó mà. Ừ, nhảy xuống dưới rồi có cái phòng nhỏ phòng rượu á. Đúng rồi, sau cái bàn. Ê! Đủ quá, chắc được cứu rồi bà. À, Glass đang vô cứu á, Glass là thắng á bà. Nó không ở trong đó anh. Không, bên cái cửa, hai cửa anh kìa. Hai cửa đi ra. Được. Đúng gì lên rồi. Chắc được cứu rồi. Đang vô cái phòng lớn nè, đó. Chắc được cứu à. Đủ á, cứu xong anh cam ra cứu. Em nghe cái trong nó trong cái phòng lớn á. Vô phòng rồi. Nó nằm. Push, can you get rid of the battery so I can open the door? You got that. But they got the shields blocking my drone. Là miêu chẳng đi chứ. Đây để bắn này là không. Trong sai hết rồi. Rồi đó, rồi không. Chết cậu Hoàng chưa? Rồi. Sao chơi chắc cậu Hoàng. Tụi anh cái tụi anh đi nó hoàng in the hall. Còn con còn tới hai con luôn. Nào để tôi coi, Hoàng vô bình định. Spot được sai lại, spot được sai lại. Trên lầu có ai không? Bakery anh. Anh sửa Bakery không thì kêu Hiếu lên phụ rồi. Không, bình tĩnh không. Rồi, chết rồi. Phải em đứng ngoài mất biến. Rồi bên phải. Em bắn người nó vậy mà. Bên phải không có ai ta. Rồi này. Rút trong sai luôn Hiếu. Có 7 spot này đường vô nha. Cái shield đằng sau shield có 7 phát. Đó, nó chạy qua trái. Rồi, chơi. Rồi, chơi.
Rồi mày lên đi, mày có 7 em, 7 em. Bạn tao đi trên side á, không ai lên phụ em nổ kìa. Đâu quá đi kìa, anh Hiếu. Anh Hiếu. Go, Valkyrie's up there. He dropped. Nó xuống rồi anh kìa. Nice. Rồi, ăn ba. Ngay chỗ trên đầu không á. Lắc bê bớt. Lắc bê với bớt luôn nha Đồng. Nó đục cái lỗ rồi đó. Có shield cái chân. Thằng lá quê cho nóng nhà nha anh. Còn nữa anh nghe, còn nữa, chỗ đó luôn á. Rồi. Một bé, quýt tự nhiên. Trên chỗ hồng là... Trên chỗ hồng anh, bớt á. Bơm vậy mà cầu 20 lên. Tham lồn đủ mẹ. Chill lơ anh. Thằng cuối cùng chill lơ á. Chết rồi. Không, hàng cuối cùng ở bên chill lơ. Thầm ai á. Có thể nó qua kitchen. Nó qua sáng anh chứ qua. Nào. Chuyên lớp là nó đang canh đứng trước cửa chuyên lớp luôn. Đó em spot nhẹ lắm. Chill lock luôn anh, cửa. Nice. Cái lồ quá, gắt vậy luôn. Gắt vậy luôn à. Lồ quá gắt vậy luôn.
Rebot, em rebot. Anh ấy thì mẹ con Ash nó đéo biết em đứng đâu luôn mà nó li chuyện nó quốc em xuyên tường luôn mà địt mẹ. Nó anh trừ được hai đứa luôn rồi ba. Tiếp tục. Setting barricade. Rồi cút chạy vô rush tính rush mà sao mà anh chạy hảo được hai đứa. Cảm ơn. Nó chạy vô đúng tỉnh luôn ba. Mấy bạn cứ mà spot đi. Spot thoải mái vào. Ở lộn. Bắn má chạy hảo được là điều gì cái thoải mái vào. Loading new mag. Có đồ dây còn đồ dây không? Ấy đồ. Đồ mắt xuất này bắn thơm ai kìa, thơm ai bắn em được. Không ai. Mày hơn thì vui chơi. Op 4, last operator standing. Rồi cố gắng cái đi. Friendly is victorious. Hostiles eliminated. Hello, gì vậy? Hai con chim chiên đánh đấm gì? Arcade. Mà bắn cắt phải luôn. Thì nếu bắn cắt lại nó thì nó mình cũng có lợi thế vậy. Anh kịp chọn. Má nó trèo vô qua nó bắn chết luôn. Đâu vậy đâu vậy? Ở trong side đó. Nó nhận được diffuser rồi đó. Diffuser. Đúng quá mất cái FK mà. Đó đó đó. Nice. Quá hai thằng đứng sát nhau luôn. Cắt. Trong cửa sổ. Má con anh. Trời ơi. Cái xúc gì vậy? Nó chọi cam mà chọi cam hụt quá. Chọi cam hụt là sắp mặt. Ý là nó chọi cam hụt, ý là nó chọi cam được, nhưng mà ý là nó tính chọi cam thứ hai á, cái bị anh băng táp. Yeah. Oh, what the fuck, sorry, my bad. Mình nghĩ chắc không sai. Listen nào, em chạy hảo không? Lên ráng bắn nha. Listen nào nghe nè. Ôi ê, Blitz. Đột chạy hảo rồi anh bắn. Rồi chạy, ý sao biết nó luôn vậy? Phiêu rồi, phiêu chết rồi, ý là ý là, nãy xem em chừng Blitz rồi. Nãy là nó rồi. Anh ấy thằng phiêu rồi, phiêu chết rồi. Cái này qua được chưa? Thôi cho anh nè. Ủa, được mà, này đục lỗ rồi mà. Rồi, cảm ơn. Diffuser drop, Ash.
vô anh, nghe vô kitchen. Cái bên này lầu 2. Anh đồ. Ở dưới nghe nó luôn hả? Đó. Đủ quá nhìn của mặt. Dưới rồi. Có cái hatch á. Nó đang đi xuống cầu thang ngay kitchen á nha. Từ từ. Thằng lò mê nhớ đéo biết đường. Nó đang nhìn workshop rồi. Nó xuống cầu thang này nghe. Xuống cầu thang nè. Go hang now. Lâu rồi đóng quá mà. Núp sao đủ quá, núp phải. Kìa bên gần, bên gần, bên gần. Bên luôn. Hay quá.